Rồi, thân chào tất cả những anh em đam mê về dòng xe hai thì anh em đang xem kênh Khanh Thạch, một cái kênh giải trí và đam mê. Thì đây là những đứa em mới bắt đầu đam mê về hai thì. Thì đây là con xe ở Phú Quốc mới vừa được gớt tải xuống, là Thạch mới nhận được. Thì anh em hay tin bu quá trời luôn. Giờ Thạch cho anh em là bây giờ tháo nguyên phong của test xe luôn nè. Rồi, màn tháo xe xin được phép bắt đầu. Anh chỉ có hai kéo thôi, cắt nhẹ nhẹ nha, cắt sao mà chày gắt yên rồi là. Rồi bắt đầu khui bọc xốp. Cắt bọc thôi nha, đừng cắt xe nha. Công nhận ba thằng nó làm nhanh hơn thằng trời. Đó, anh em xem tập cuối của bộ phim là sẽ thấy những em này, là cuối bộ phim là mấy em này nói là muốn theo Thanh Thạch đó. Giờ theo Thanh Thạch thiệt luôn rồi nè, là theo thiệt ngoài đời luôn chứ phải theo trong phim nữa nha. Bắt đầu truyền lửa đam mê nè. Rồi, Vy Ken nha mọi người. Vy Ken đâu? Đâu Vy Ken đâu? Đây Vy Ken. Đó, Vy Ken ok. Người viết bài rap cho Thanh Thạch. Rồi, giờ tha nghiêm phong đã tháo rồi, phải không? Giờ mình phan hả test, mình quay vòng vòng cho anh em đam mê coi cái đó. Đây, đỏ đô, còn gọi là đỏ mận An Phước. 99, đầu 38, xe dọn hoàn hảo. Thì anh em bắt đầu dọn theo phong cách của Thạch rồi. Ốc ác các thứ vô trang. Xe này Thạch về Thạch dọn nhẹ lại cái nữa, máy móc coi canh chỉnh lại, đó, thấy không? Đây, bốn ngóc này thấy đơn giản gì chứ, ngày xưa là mua không có nha anh em. Hai con ốc treo đó, mua khó lắm. Và hai con ốc treo bô này nữa nè, cực kỳ, còn bây giờ là đồ nhiều rồi. Rồi, thì bên này bên bô, qua bên góc bên kia coi sao. Mặt nạ chữ V đúng 99, chịu rồi đó. Rồi, coi gì vậy, ui, sơn lại rồi, lũng hai lỗ rồi. Rồi, mai làm lại cái đó. Đây, đã sơn hoàn hảo, sơn đúng tông màu, thiếu ít, dọn này dọn ken luôn ta, ốc tán mới hết rồi, tuyệt vời. Ốc ắc riêng không nha anh em. Đây, cặp vỏ thì không đúng mang cầu rồi, mai vô cặp vỏ nữa. Câm trước thì bình thường, không nú. Bởi vì ta nói về mình phải dọn lại mới đúng được cái phong cách của nó. Vành không phải luôn rồi, không phải tăng lan của Sibo luôn rồi anh em ơi. ACBV giống giống Sigurd quá. BBC. Rồi, Vy Ken. Dạ. Test máy đi em. Test hả? Ừ. Khóa động. Khóa động. Nè, phá trong túi anh nè. Phá, đây chị phá xe. Đây là cầu vẹt xe. Phá vẹt xe coi, mở cầu vẹt xe luôn. Có ngại gì mà không mở, che một số sườn đi. Rồi, cầu vẹt xe. Xì bo 99, đầu 38, đăng ký 2000. Đây. Rồi, sau đây là màn chưa, cho nổ cái anti trước đi em, cho nó thông thông đi. Từ từ, test đổi nón vô đàng hoàng. Rồi, bắt đầu màn mở khóa, mở chưa. Rồi, nổ máy. Ừ, cố lên. Tụi mày đi theo anh ghiết rồi về.
Phiêu không? Phiêu không? Phiêu hả? Nét này chưa thông, còn khói. Rồi, cho nổ ga anti coi tạch tạch không. Ui, 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 ghê gì? Ghê gì? Té trên không luôn hả? Rồi, thôi, thôi, thôi. Bây giờ chạy số 0 đi, cho nổ ga anti thôi. Đạp gì sao, nhẹ thôi. Rồi, mày đi theo anh biết rồi, mày sẽ về mày nhiều lần ngập ngừng muốn hôi má luôn. Mấy yêu ơi, mua con xì bò. Ngập ngừng một hồi má sẽ nôi. Má sẽ mua cho con xe bò. Rồi cho nó nổ ga anti coi. Tạch tạch ra khỏi lên ga. Khỏi lên ga coi nổ ga anti đều không. Buông tay ga ra. Rồi ok, máy như của Alpha. Rồi ga bốc đầu. Đội nón vô. Ngập ngừng một hồi má khe nôi. Má sẽ mua cho con xe bò. Bữa đó đua xe mà không biết chạy gì, bữa đó đua trên núi đó. Rồi, thắng lợi thành công.